Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, cây thuốc Việt xin gửi tới quý vị và các bạn 25 công dụng bất ngờ của cây rau diếp cá, rau ăn quen thuộc ở nông thôn. Cây rau diếp cá là loại rau ăn phổ biến ở miền Bắc nước ta, tuy hơi khó ăn, chỉ những người ăn quen mới nghiện. Loại cây này lại có những tác dụng tuyệt vời như lợi tiểu, tán nhiệt, chữa phế ung, tiêu ung thũng, vết lở loét, chữa đau mắt, mụn nhọt, kinh nguyệt không đều, giúp thông tiểu. Trong đông y, rau diếp cá là vị thuốc quý đã trải qua nhiều kết quả nghiên cứu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm và tác dụng của loại cây này thông qua thông tin trích từ cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu diếp cá là cây gì. Diếp cá còn có tên gọi khác đó là ngư tinh thảo, là cây dớp cá. Rau diếp cá thuộc loại cỏ nhỏ sống lâu năm, có thân rễ mọc ngầm dưới mặt đất, cây ưa chỗ ẩm ướt, có rễ nhỏ mọc tại các đốt, thân mọc đứng có lông hoặc ít lông, cao khoảng 40 cm, lá hình tim mọc cách đầu lá hơi nhọn hoặc nhọn hẳn, hoa không có bao, lúc nhỏ có màu vàng nhạt, mọc thành bông, có 4 lá bắc màu trắng. Nhìn tổng quát cụm hoa và lá bắc trông giống như một cây hoa đơn độc. Khi vỏ lá hoặc cây có mùi tanh như cá. Hoa nở vào mùa hạ, độ tháng 5 cho đến tháng 8. Phân bố thu hái và chế biến rau diếp cá như thế nào? Cây diếp cá thường mọc hoang ở những nơi ẩm ướt, có độ ẩm thấp khắp nước ta. Ở miền Bắc, người ta trồng trong vườn, quanh bể giếng làm rau ăn. Rau diếp cá làm rau sống ăn kèm với các loại rau khác, với nước sốt cá, thịt rất là ngon. Tuy nhiên, mùi của rau rất tanh, chỉ ai ăn quen mới thích. Về tác dụng dược lý của cây rau diếp cá có công dụng lợi tiểu. Tính chất lợi tiểu này là do chất quercetin và các chất vô cơ khác. Công dụng và liều dùng rau diếp cá. Theo đông y, tính vị của diếp cá cay, hơi có độc, hơi lạnh, đi vào phế kinh, có tác dụng tiêu ung thũng, tán nhiệt, chữa phế ung. Ngoài dùng chữa ung thũng, vết lở loét, trĩ, nhân dân dùng cây diếp cá trong những trường hợp rất hiệu quả sau: tụ máu như đau mắt, giã nhỏ lá mang ép vào hai miếng giấy bản đắp lên mắt khi ngủ, làm 2 đến 3 lần. Bệnh trĩ, dân gian còn gọi là bệnh lòi giom, thì dùng 6 đến 12 gam sắc nước uống và đồng thời sắc lấy nước sông hơi rồi rửa. Ngoài các tác dụng trên, rau diếp cá còn chứa mụn nhọt, thông tiểu, kinh nguyệt không đều, liều dùng trung bình mỗi ngày từ 6 đến 12 gam sắc hoặc dùng bột viên để uống. Đơn thuốc kinh nghiệm để dùng rau diếp cá đó là diếp cá khô 20 gam, táo đỏ 10 quả, nước 600 ml, sắc đến khi còn 200 ml, chia thành 3 lần uống trong ngày, dùng để chữa viêm xương tay giữa, xương tắc tia sữa. Sau đây là 25 bài thuốc sưu tầm từ cây rau diếp cá. Bài thuốc 1: rau diếp cá chữa táo bón. Chúng ta lấy diếp cá 10 gam, mang sao khô, hãm nước sôi 10 phút, uống thay trà hàng ngày, uống liên tục trong 10 ngày thì sẽ thấy khỏi bệnh. Bài thuốc số 2: chữa sốt ở trẻ nhỏ. Các bạn dùng 30 gam rau diếp cá tươi, rửa sạch, giã nát, cho nửa bát nước nguội vào đun sôi, để nguội rồi uống luôn một lần. Có thể dùng bã đắp vào vùng thái dương, như vậy sốt sẽ giảm nhanh. Bài thuốc thứ 3: điều trị kinh nguyệt không đều. Bài thuốc: diếp cá 40 gam, ngải cứu 30 gam. Cách dùng: các bạn mang giã nhỏ rồi lọc bằng nước sôi để nguội, uống một bát nước thuốc chia thành 2 lần trong ngày, uống liên tục 5 ngày. Có thể phòng kinh nguyệt không đều bằng cách uống trước kỳ kinh nguyệt 10 ngày thì cũng có thể phòng được cái bệnh kinh nguyệt không đều. Bài thuốc số 4: trị viêm âm đạo. Chúng ta lấy diếp cá 20 gam, bồ kết 10 gam, tỏi 1 củ. Các bạn cho tất cả vào nồi cùng với 5 bát nước rồi đun sôi thật kỹ, sông hơi nóng vào chỗ bị đau, phần nước dùng để ngâm rửa chỗ đau, mỗi ngày 1 lần và làm trong vòng 7 ngày thì sẽ khỏi. Bài thuốc số 5: chữa mụn nhọt xương đỏ. Các bạn lấy rau diếp cá giã nát, đắp vào chỗ bị mụn nhọt thì mụn nhọt sẽ khỏi. Bài thuốc số 6: dùng điều trị viêm tay giữa. Các bạn lấy diếp cá khô 20 gam, lấy táo đỏ 10 gam và 600 ml nước. Chúng ta sắc toàn bộ diếp cá khô, táo đỏ với lại 600 ml nước tới khi còn 1/3, chia ra uống làm 3 lần trong ngày
thì điều trị viêm tai giữa cũng rất là hiệu quả. Bài thuốc số 7, chữa bệnh viêm phế quản. Các bạn lấy lá diếp cá 20g, cam thảo 20g. Tất cả các bạn mang sắc đặt uống nhiều lần trong ngày. Bài thuốc số 8, chữa bệnh sỏi thận. Các bạn lấy diếp cá 20g, rau dẹo 15g, cam thảo đất 10g. Các bạn sắc cả ba thứ trên dùng uống trong ngày, hoặc có thể dùng 100g diếp cá sao vàng hãm với 1 lít nước sôi, độ 20 phút là uống được, và cũng dùng uống trong cả ngày. Trong khoảng 2 tháng thì bệnh sỏi thận cũng sẽ đỡ. Bài thuốc số 9, mụn nhọt sưng đỏ. Ở đây là mụn nhọt chưa có mủ, thì các bạn lấy diếp cá 12g, mang rửa sạch, giã nát, rồi đắp vào vùng mụn nhọt và băng lại. Mỗi ngày các bạn làm như vậy 2 lần, và trong khoảng độ 3 ngày thì mụn nhọt sẽ biến mất. Bài thuốc số 10, chữa vú sưng đau do tắc sữa. Các bạn lấy diếp cá khô 25g, táo đỏ 10 quả. Các bạn mang cả hai thứ kia sắc với 3 bát nước, còn 1/3 bát chia ra uống 2 lần trong ngày. Duy trì từ 3 đến 5 ngày thì vú sẽ hết sưng đau do tắc. Bài thuốc số 11, chỉ đái dắt, đái buốt. Các bạn lấy diếp cá 20g, rau mã đề 40g, mang giã nát, lọc lấy nước trong, chia uống 3 lần trong ngày, và trong vòng từ 7 đến 10 ngày thì sẽ hết đái dắt, đái buốt. Bài thuốc số 12, trứng sốt nóng ở trẻ em. Các bạn lấy diếp cá 20g, rửa sạch, mang giã, lấy nước rồi bỏ bã, chia uống 2 lần trong ngày, dùng đến khi hết sốt. Hoặc cũng có thể dùng bài thuốc rau diếp cá 15g, lá hương trà loại nhỏ 12g. Các bạn rửa sạch, nấu lấy nước uống, ngày uống 2 lần sau mỗi bữa ăn, và cũng dùng cho tới khi giảm sốt. Bài thuốc số 13, chữa bệnh đau mắt đỏ do trực khuẩn mủ xanh. Các bạn lấy diếp cá 35g, rửa sạch và tráng qua nước sôi để nguội, mang giã nát khi ráo nước, dùng 2 miếng gạc sạch ép vào, đắp lên vùng mắt sưng đau khi ngủ, làm từ 3 đến 5 ngày thì bệnh đau mắt đỏ do trực khuẩn mủ xanh cũng sẽ biến mất. Bài thuốc số 14, người bị áp xe vú gây sưng đau phát sốt thì cũng có thể dùng bài thuốc này để chữa. Đó là các bạn lấy diếp cá 30g, hoa hòe sao vàng 16g, quả ké sao vàng 12g, kinh giới 12g, ngân hoa 12g, mộc thông 12g, hoàng kỳ 12g, bồ công anh 20g, chỉ sáp 10g, cam thảo 16g. Cách dùng là các bạn sắc uống 3 lần trong ngày, mỗi lần sắc xong thì chúng ta uống hết luôn. Bài thuốc số 2 để trị bệnh này, đó là các bạn lấy diếp cá 50g, lá mã đề 40g, lá chanh non 30g. Cách dùng thì các bạn giã nhỏ, chung 3 cái thứ trên mang đắp vào chỗ sưng đau rồi băng lại. Các bạn lưu ý là bài thuốc này là để kết hợp với đắp ngoài giúp tăng hiệu quả của bài thuốc số 1. Cho nên khi chúng ta sử dụng cả hai bài thuốc, tức là một bài thuốc để uống và một bài thuốc để đắp ngoài, thì công dụng nó sẽ rất cao. Bài thuốc số 15, chữa bệnh trĩ. Các bạn lấy rau diếp cá sống để ăn mỗi ngày, kết hợp với nấu nước để ngâm, xông rửa lúc nước vẫn đang còn ấm, và phần bã thì mang đắp vào hậu môn thì cũng chữa bệnh trĩ rất là hiệu quả. Bài thuốc số 16, chữa sốt xuất huyết. Chúng ta lấy 100g diếp cá, 100g cỏ mực, 100g lá rau ngót, lấy cả ba loại trên sắc đặc chia ra uống nhiều lần trong ngày thì bệnh sốt xuất huyết cũng sẽ biến mất. Bài thuốc số 17, trị viêm tuyến sữa. Các bạn lấy lá diếp cá 30g, cây cải trời 30g, cả hai các bạn dùng giã nát, chế với nước sôi rồi vắt lấy nước cốt uống lúc còn nóng, trộn phần bã với giấm để đắp dịp vào chỗ bị viêm thì cũng sẽ hết viêm. Bài thuốc số 18, chứng âm hư phát ở lưng. Các bạn giã rau diếp cá, vắt lấy nước cốt đắp vào chỗ lưng bị đau. Có thể dùng lá chuốt tươi gói lại, nướng chín rồi đắp vào vùng đau. Lưu ý đục một lỗ chính giữa chỗ đau để hơi tiết ra tác dụng trực tiếp, và chúng ta cứ làm như vậy nhiều lần trong ngày. Bài thuốc số 19, chữa bệnh viêm phổi, viêm ruột.
Các bạn lấy 50g diếp cá, sắc nước uống 2 đến 3 lần trong ngày trước mỗi bữa ăn và dùng liên tục từ 4 đến 6 ngày thì cái bệnh viêm phổi, viêm ruột cũng sẽ đỡ rất là nhanh. Bài thuốc số 20 chữa bệnh quai bị. Các bạn dùng một ít lá rau diếp cá tươi giã nhuyễn đắp lên quai hàm rồi băng cố định lại, làm mỗi ngày 2 lần như vậy thì quai bị cũng biến mất. Bài thuốc số 21 chữa ho. Các bạn lấy một nắm rau diếp cá tươi rửa sạch, xay nhỏ, đun sôi với nước vo gạo, chắt uống lấy nước cốt, làm như vậy sau mỗi một bữa ăn và đến lần thứ 2, lần thứ 3 là các bạn sẽ thấy là khỏi ho. Bài thuốc số 22, rau diếp cá làm đẹp. Cách 1, dùng độc vị rau diếp cá. Chúng ta lấy vài lá rau diếp cá rửa sạch, giã nát lấy nước cốt, dùng bông thấm chấm lên da, sau đó dùng tay thoa nhẹ nhàng có thể giúp da mịn màng và đẹp hơn, và có thể bôi nước cốt qua đêm, hôm sau thức dậy rửa sạch là được, làn da của chúng ta sẽ rất là mịn màng. Cách dùng thứ hai là chúng ta dùng rau diếp cá với mật ong. Nước cốt rau diếp cá và mật ong mỗi loại một thìa, trộn đều rồi quét lên mặt, rất tốt cho da bị nổi mụn và bị nhờn. Mỗi một tuần làm từ 2 đến 3 lần như vậy thì làn da của các bạn cũng sẽ rất là mịn màng. Cách thứ ba, chúng ta dùng rau diếp cá với muối. Thì chúng ta giã nát từ 10 đến 15 lá diếp cá với muối hạt làm mặt nạ để trị mụn. Cách này giúp ngăn ngừa viêm xương da vì rau diếp cá có tính mát và kháng khuẩn rất là cao. Cách thứ tư là chúng ta dùng rau diếp cá với lại nha đam. Thì nước cốt rau diếp cá và thịt của nha đam trộn đều và đắp lên mặt có công dụng làm mát da, giúp xe khít các lỗ chân lông. Trên đây là toàn bộ thông tin về cái diếp cá mà cây thuốc Việt muốn truyền tải tới toàn thể các bạn. Thế mặc dù đây là cây ăn rất là mát và có rất là nhiều công dụng, nhưng mà khi áp dụng dùng làm thuốc thì các bạn cần đọc kỹ cũng như là hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân các bạn. Cây thuốc Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo khi có video mới. Bấm nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.